trí khéo biết kiến giải hạ trung thượng khác nhau của tất cả chúng sinh khiến cho họ vào pháp phương tiện trí khắp tất cả thế gian tất cả cõi tất cả ba đời tất cả kiếp khắp hiện hình tướng oai nghi của như lai mà cũng chẳng bỏ hạnh của bồ tát tu trí khéo biết tất cả các thiền giải thoát và các tam muội hoặc dơ hoặc sạch thời với phi thời phương tiện sinh ra các môn giải thoát của bồ tát Chí biết tất cả chúng sinh ở trong các loài chết đây sinh kia khác nhau. Trí ở trong một niệm đều biết tất cả kiếp số ba đời. Trí khéo biết tất cả chúng sinh lạc dục các sử hoặc tập diệt sạch mà chẳng bỏ các bồ tát hạnh. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được tất cả đạo phương tiện thiện xảo vô thượng của Như Lai. Phật tử đại bồ tát có vô lượng đạo vô lượng chở đạo vô lượng tu đạo vô lượng trang nghiêm đạo Phật tử đại bồ tát có 10 thứ vô lượng đạo những gì là mười đó là vì hư không vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì pháp giới vô biên nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì cõi chúng sinh vô tận nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì thế giới không bờ mé nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì kiếp số không thể tận nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì pháp ngôn ngữ của tất cả chúng sinh vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì thân Như Lai vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì âm thanh của Phật vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì lực của Như Lai vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng, vì trí nhất thiết trí vô lượng nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Đó là 10 Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ vô lượng trợ đạo. Đó là như cõi hư không vô lượng bồ tát tích tập chợ đạo cũng vô lượng như pháp giới vô biên bồ tát tích tập chợ đạo cũng vô biên như cõi chúng sinh vô tận bồ tát tích tập chợ đạo cũng vô tận như thế giới không bờ mé bồ tát tích tập chợ đạo cũng không bờ mé như kiếp số nói không hết được bồ tát tích tập chợ đạo tất cả thế gian cũng nói không hết được như pháp lời nói của chúng sinh vô lượng bồ tát tích tập trợ đạo sinh ra trí huệ biết pháp lời nói cũng vô lượng